Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn đến kênh YouTube Duy MKT. Và hôm nay chia sẻ anh chị các bạn những cái cách để chúng ta có thể thực hiện kiếm tiền trên YouTube, gồm những cách như thế nào. Và thì với lại cái câu hỏi này xuất phát từ bạn Nam Thanh Trần, bạn nó gửi về rằng là anh Duy có thể chia sẻ tất cả các cách kiếm tiền mà anh đã từng làm hay anh biết không ạ? Trên mạng toàn các anh giấu nghề, chẳng thấy chia sẻ những gì cho anh em học tập. Anh làm video đi, em cảm ơn anh. Thì chắc chắn rồi, thông qua câu hỏi của bạn và từ những cái điều đó, và đặc biệt là vì sao tôi lại làm video này cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết, đó là bạn có nói một câu đó là trên mạng toàn các anh giấu nghề. Thì thực sự ra là trên mạng thì không có cái thứ gì là giấu nghề cả. Đa số là các bạn chưa chịu đào sâu tìm hiểu, và đa số là các bạn chưa chịu đó là nốt lại những cái thứ mà các bạn đi tìm kiếm các kênh trên YouTube xem họ làm cái thứ như thế nào, để rồi bạn thấy rằng là đó là cái kinh nghiệm bạn ghi lại, bạn ghi chú lại, và rồi bạn đi theo những con đường đó và bạn thực hiện, bạn đào sâu, bạn update, bạn kiếm tiền. Cái điều đó là rất là nhiều. Và đặc biệt rằng là trên mạng YouTube nó có vô số cách để chúng ta kiếm tiền. Quan trọng rằng các bạn lựa chọn cái cách nào nó phù hợp với các bạn nhất và giúp cho các bạn có kiếm tiền hiệu quả nhất, chứ không phải là trên mạng là các anh thường hay giấu nghề. Và từ cái điều đó của bạn thì hôm nay thì chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn xem kênh chúng ta biết các cách kiếm tiền trên YouTube mà không phải ai cũng biết. Và trong này là Duy đã tổng hợp cho anh chị các bạn 15 cách kiếm tiền trên YouTube. Và chúng ta có thể theo dõi video để xem rằng là tất cả anh chị các bạn chúng ta đang xem, chúng ta biết được bao nhiêu cách và chúng ta đang kiếm tiền trên cái phương diện nào. Có thể comment dưới đoạn video để Duy và các bạn có thể cùng trao đổi và cùng biết những vấn đề đó. Hay các anh chị các bạn có điều gì thắc mắc thì chúng ta comment video, và từ đấy Duy đã tổng hợp những video hay có buổi phát trực tiếp để chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tập trung vào nội dung video. Thì thông qua các cách này gồm 15 cách, thì cách đầu tiên mà chúng ta biết đó là cái cách chúng ta tạo ra nội dung, chúng ta up load lên YouTube và chúng ta kiếm tiền từ quảng cáo Google thông qua hình thức đó là kiếm tiền thông qua Google Adsense, hay nói cách khác đó là GA, và thông qua kiếm tiền thông qua network. Đây là cái điều mà Duy đã có rất là nhiều video chia sẻ cho anh chị các bạn rồi. Chúng ta có thể xem trên kênh hoặc chúng ta có thể tìm kiếm trên nền tảng Google hay YouTube, có khá là nhiều kênh chia sẻ về vấn đề này. Và đây là cái cách mà phổ thông nhất mà nhiều người hay làm. Tiếp theo đó là cái cách thứ hai, cái cách mà đó là đang là cái xu hướng mà nhiều anh chị các bạn đang theo đuổi, đó là làm tiếp thị liên kết, hay nói cái khác đó là làm affiliate marketing. Và đây là cái cách mà chúng ta tạo ra các video, sau đó chúng ta để cái link sản phẩm dưới mục mô tả của video, hay chúng ta nói trong nội dung video để rồi chúng ta bán cái sản phẩm đó, chúng ta ăn phần trăm hoa hồng. Thông qua rất là nhiều cái hình thức của cái xu hướng năm 2020, đó là họ đi theo những ngách như là về đầu tư tài chính, làm về coin, trên coin, rồi là đầu tư tài chính những cái vấn đề về sinh lời, rồi là hay là họ làm về một số những chương trình tiếp thị liên kết cho những sản phẩm công nghệ, cho những cái chương trình về bán sách, rồi rằng là họ làm những cái dịch vụ liên quan về thiết kế web, rồi những cái dịch vụ liên quan về hosting domain, rất là nhiều những dịch vụ của từng ngành nghề, rồi là bán các khóa học online, rồi rất là nhiều thứ khác thông qua các chương trình tiếp thị liên kết mà chúng ta tham gia. Và đây nó là một cái xu hướng của năm 2020, và áp dụng trên cái nền tảng YouTube thì nó rất là tuyệt vời. Khi chúng ta chia sẻ những cái video mà chúng ta review những thứ đó thì thực sự là chất lượng. Tiếp theo đó, cái cách thứ ba đó là chúng ta tạo kênh YouTube bật kiếm tiền rồi bán. Đây cũng là một cái hướng mà rất là nhiều anh chị các bạn chúng ta thực hiện, chúng ta kiếm tiền trên cái nền tảng mà YouTube chúng ta thực hiện. Đó là chúng ta tạo ra cái kênh mà chúng ta mới, xong bắt đầu chúng ta bật kiếm tiền cho kênh đó, và chúng ta bán lại cho những cái người mà có nhu cầu mua cái kênh bật kiếm tiền. Và thường thường thì những cái chủ đề mà dễ bật kiếm tiền nhất ở đây chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết, đó là những cái chủ đề mà chúng ta chia sẻ về những cái vlog cuộc sống, chia sẻ những cuộc sống đời thường của chúng ta, hay chia sẻ những cái điều mà giản dị xung quanh chúng ta. Tiếp theo đó là những cái chủ đề mà liên quan về vlog cá nhân, chia sẻ về những cái câu chuyện hay chia sẻ về những cái cuộc sống của từng một cái cá nhân nhỏ gì đó. Rồi hay là những cái chủ đề về game. Đây là một trong ba cái chủ đề mà dễ bật kiếm tiền nhất, và những cái người mà khi bán những cái kênh mới đó ấy, thì họ hay làm những chủ đề kiểu dạng như thế này. Đấy là cái điều mà một cái cách mà kiếm tiền mà chúng ta có thể thấy dùng cái cách kiểu rằng là mua bán. Tiếp theo là cái vấn đề số 4, là đây là cái cách mà chúng ta thấy rằng cách số 4 này ấy, thì là chúng ta tạo ra những cái nội dung video và chúng ta bán cho những người cần. Thì đây là một cái dòng hình thức mà rất là nhiều đội ngũ làm, đặc biệt rằng là có rất là nhiều tổ chức công ty chứ không phải là một cái đội ngũ nhỏ. Họ làm ra những cái bộ phim hoạt hình 2D, bộ phim hoạt hình 3D. Rồi rằng là họ có những cái chương trình, có những cái bạn mà cộng tác viên, nhân viên liên quan đến vấn đề như là đọc truyện, đọc sách, đọc tin tức. Xong các bạn ấy chỉnh sửa làm ra những nội dung video đó. Xong khi làm ra những video đó xong, họ sẽ bán cho một cái đơn vị thứ ba hoặc một đơn vị trung gian nào đó. Họ sẽ dùng cái nền tảng video đó, họ up load trên YouTube và họ kiếm tiền. Và đây là một cái mô hình mà rất là nhiều đội ngũ họ làm và thực hiện, họ xây dựng ra những tổ chức, công ty họ sản xuất. Nếu như mà anh chị các bạn nào chúng ta sau này khi chúng ta đi sâu vào khi kiếm tiền trên YouTube ấy, chúng ta sẽ hiểu rất rõ về vấn đề này. Và đặc biệt là chúng ta có đội ngũ nhóm thì chúng ta sẽ biết rõ rất rõ là về cái vấn đề mà sản xuất ra nội dung video và bán cho nội dung cho những người đấy rất là nhiều. Tiếp theo là cái vấn đề số 5, đó là kiếm tiền trên YouTube. Chúng ta có thể nhận những cái dịch vụ như là thiết kế intro, outro, rồi rằng những cái ảnh đại diện, avatar, rồi những cái ảnh bìa kênh. Và mọi người có thể thấy rằng là khi triển khai trên YouTube đó, những cái ảnh như là avatar, ảnh bìa, ảnh đại diện, rồi rằng là chỉnh sửa, cắt ghép video ấy, có rất là nhiều đội ngũ người ta thuê. Người ta thuê nhân viên làm trực tiếp tại cái đơn vị, công ty của họ. Nhưng mà thường thường bây giờ là tổ chức cá nhân hay đội ngũ team người ta làm rất là nhiều, thì người ta có thể thuê thông qua cái hình thức online, thông qua hình thức mà họ thuê theo kiểu giao công việc, và mọi người làm đáp ứng xong công việc đó họ gửi lại tiền. Đó là một trong những cái hình thức kiểu như là làm cái dạng freelancer mà trên mạng áp dụng trên YouTube rất là nhiều người hay làm. Và rồi cái cách thứ 6 đó là nhận dịch các video bằng ra tiếng Anh và tiếng Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Úc cho video trên YouTube. Rất là nhiều những cái nội dung mà chủ đề trên YouTube, mọi người có thể thấy rằng là khi tạo ra một nội dung video và bản thân chúng ta là một cái nội dung là ngôn ngữ bản địa thôi, nhưng bây giờ để có thể làm sao mà điều hướng video đấy ra một cái nước nào đó, hay là có một cái đội ngũ nào đó để có thể support, hỗ trợ cho anh chị các bạn những vấn đề về dịch để điều hướng cho những khán giả mà nước ngoài xem, thì có rất là nhiều bạn làm trong những đội tổ chức và đội ngũ team, đội ngũ nhóm hay các đội ngũ công ty đó, thì luôn luôn có những người mà liên quan về vấn đề dịch thuật, thì họ sẽ có cái cách để làm sao mà có thể đưa truyền tải cái nội dung đấy ra nước ngoài. Đấy, thì thường thường là nhiều bạn làm trên YouTube thì chúng ta hay sử dụng cái công cụ Google Dịch. Chúng ta vào trong đó, chúng ta auto, chúng ta up vào trong cái kênh của chúng ta thôi. Nhưng mà thực sự ra ở trên nền tảng YouTube này, nó có riêng các đội ngũ mà người ta làm và họ người ta xây dựng ra một cái dịch vụ như thế này nữa. Đấy là cái cách thứ 6 để chúng ta kiếm tiền trên YouTube. Tiếp theo thì nó là cái cách số 7. Cái cách số 7 này là cái cách mà các bạn có thể thấy rất là nhiều. Đó là về vấn đề về mua bán, cái lượt xem và lượt đăng ký thông qua hai hình thức, đó là dropshipping và tạo hệ thống riêng. Dropshipping tức là các bạn làm trong cái dịch vụ mua bán này ấy, là các bạn sẽ lấy cái đường dẫn link của một cái đơn vị ở đó họ có nhu cầu và bạn gửi cho cái bên thứ ba, họ làm cái dịch vụ đó. Sau cuối cùng các bạn nhận tiền sau khi hoàn thành là các bạn đút túi thôi. Và cái vấn đề thứ hai trong cái cách này đó là các bạn tạo ra hệ thống riêng, có những cái bộ máy riêng, rồi là các bạn sẽ có những cái các kênh riêng, sau đó các bạn sẽ thực hiện làm cái dịch vụ cho họ để có thể đủ cái điều kiện mà bật kiếm tiền, hay là cái nhu cầu mà họ cần là bán hàng, hay là những cái vấn đề mà xây dựng thương hiệu họ cần đến dịch vụ này cũng rất là nhiều. Đây là một trong những hình thức mà các cách mà các bạn kiếm tiền trên YouTube. Rồi tiếp theo đó, từ cách số 8 đổ đi thì các bạn thấy rằng là đây là một trong những cái điều mà khi các bạn làm kiếm tiền trên YouTube, khi các bạn đã có kỹ năng rồi, các bạn có thương hiệu, các bạn có nhân hiệu, rồi là các bạn có những cái vấn đề về kiến thức tốt rồi, thì các bạn sẽ làm được những cái tiếp theo mà Duy sắp sửa chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cũng biết. Đó chính là bắt đầu từ cách thứ 8. Với cách thứ 8 này là chúng ta sẽ dùng cái hình thức đó là mua bán những cái kênh giá thấp, sau bắt đầu là chúng ta sẽ bán lại cái giá cao cho những người cần. Đây là một trong những cái điều mà thông qua các chủ đề có rất là nhiều đội ngũ họ cần cái nhu cầu này. Và đây là cái thứ mà nếu như mà khi chúng ta như Duy đã nói là mọi người có thương hiệu, có nhân hiệu, rồi là có kiến thức tốt, thì chúng ta áp dụng cái cách số 8 này thì buôn bán cái hiệu quả cũng rất là tốt. Và kiếm tiền phải nói rằng là cực kỳ tuyệt vời nếu như mà chúng ta biết cách nắm, và tức là chúng ta biết cách nắm vững về cái vấn đề về kiến thức và chủ đề, thì khi trong những vấn đề về giao dịch buôn bán thì cũng khá là ok, và phải nói rằng là số tiền không phải là nhỏ. Tiếp theo cái cách số 9 cũng tương tự như vậy, đó là chúng ta làm những cái dịch vụ về mua bán trung gian. Chúng ta sẽ giao dịch thành công giữa hai bên, sau đó chúng ta nhận phần trăm để có thể thành công thông qua những cái việc đó. Thì đây là gọi là giống như là các kèo khi chúng ta thực hiện, chúng ta kiếm tiền trên YouTube, chúng ta sẽ có cái mô hình mà mua bán trung gian này. Tiếp theo là cái vấn đề số 10. Đó là cái cách số 10 này. Cái cách số 10 này chỉ chúng ta làm những cái dịch vụ như là về kháng nghị, rồi là đánh bản quyền đối thủ, hay một số những cái vấn đề mà bảo vệ, bảo kê cho nội dung về kênh. Và đây là cái điều mà chúng ta thực hiện, chúng ta làm cho những cái kênh mà có một số những cái chủ đề mà nó động chạm liên quan về vấn đề bản quyền, liên quan đến vấn đề nguyên tắc cộng đồng. Thì để có thể làm dịch vụ này thì các bạn cũng phải có những nền tảng kiến thức tốt. Và đặc biệt rằng các bạn sẽ phải am hiểu nhất định liên quan về cái chủ đề mà các bạn hỗ trợ trong cái dịch vụ kháng nghị đó. Rồi là cái cách số 11, đó là các bạn sẽ nhận code. Tức là thông qua cái nhu cầu của thị trường bây giờ, người ta cần những cái code như là code Phoenix tốt, rồi là một số những cái code re-up, những cái code mà tương tác comment, rồi rằng like share. Thì bạn thấy rằng là những cái code này, nếu như mà khi các bạn am hiểu về code, các bạn am hiểu về những kiến thức YouTube, và khi các bạn nhận vào thì chắc chắn rằng bạn thấy rằng là cái số tiền để có thể mua cái code hay tạo ra cái code đấy nó không phải là nhỏ. Nhiều bạn cứ nghĩ rằng là những cái code mà các bạn nhận, các bạn nhặt được trên Google, các bạn nhặt được ở đâu đó, bạn về bạn xài, các bạn nghĩ rằng là nó như kiểu là bó rau, bó cỏ ở ngoài chợ ấy. Điều đấy không phải. Bởi vì là khi tạo ra một cái code mà các bạn thuê riêng ấy, thì số tiền nó rất là đắt. Nó không phải là nhỏ, nó lên đến vài chục triệu và có thể lên đến hàng trăm triệu. Đó là một sự thật, đó là cái điều mà chia sẻ anh chị các bạn như vậy. Và từ cái vấn đề số 11 này thì cũng chia sẻ cho các bạn. Và chúng ta cũng nạp lại cái câu hỏi của bạn Nam. Bạn nói rằng là các anh thường hay giấu nghề. Thực sự cái vấn đề này là không có khái niệm gì giấu nghề cả. Quan trọng rằng là hiện tại các bạn muốn làm những cái cách kiếm tiền như mà Duy đang chia sẻ đây, thì các bạn sẽ phải có nền tảng kiến thức và nền tảng kiến thức tốt, phải có thương hiệu, và đặc biệt rằng là phải có cái sự am hiểu về YouTube nữa, thì cái hiệu quả khi bạn làm thì mới có được. Và tiếp theo nữa là các bạn phải có đội ngũ nhóm, đội ngũ team nó chất lượng, chứ còn nếu như mà các bạn làm một mình thì dường như là không thể nào mà có thể gánh được cái việc đó, bởi vì rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà móc xích liên quan nữa. Rồi là những cái vấn đề như mua bán ở bên trên ấy, thì các bạn thể thấy rằng là nếu như mà chúng ta không có thương hiệu, chúng ta không có nhân hiệu, chúng ta không có uy tín ấy, thì cái hiệu quả là không bao giờ là người ta giao dịch hay người ta buôn bán với các bạn cả. Đấy là cái điều mà tuy những cách đó nó hay, cách đấy nó tốt và kiếm được tiền rất là ok, nhưng các bạn phải nhớ rằng các bạn phải xây dựng thì các bạn mới làm được. Còn nếu như các bạn không xây dựng thì các bạn rất là khó để có thể làm. Tiếp theo cái vấn đề số 12, đó là cách 12. Cách 12 này là bán hàng trên YouTube, thì bạn thấy rằng là rất là nhiều người họ áp dụng, họ như là họ bán những khóa học online của họ, rồi là họ bán những cái sản phẩm của họ này, họ bán sản phẩm của công ty của họ này, họ áp dụng như trên đó, họ xây dựng ra những kênh bán hàng và bắt đầu họ kiếm tiền trên YouTube. Đấy là cái cách mà các bạn có thể thấy rằng là đa số nhiều người họ đang làm như vậy. Tiếp theo là cách số 13 là chúng ta làm những dịch vụ như là khắc phục lỗi trong kênh, những dịch vụ tối ưu về kênh, những dịch vụ đó là support liên quan về kênh kiếm tiền, về kênh bán hàng. Đây là một cái điều mà rất là nhiều người hiện tại là những người mới, hay những người mà đang xây dựng thương hiệu, đang là những người mà thực hiện làm nội dung về kênh, họ còn yếu về kiến thức, hay họ cần những cái dịch vụ hỗ trợ đó. Khi các bạn làm tốt và các bạn có hiệu quả, hay là các bạn có những cách làm hay, bạn có thể làm dịch vụ, bạn chia sẻ lại cho họ, và bạn thấy rằng là đây là cũng là một cái cách kiếm tiền khá là tuyệt vời. Cách số 14 đó là các bạn làm những cái dịch vụ xây dựng thương hiệu cho các kênh YouTube mà họ có nhu cầu về vấn đề bán hàng, về vấn đề là nhận quảng cáo tài trợ, về những vấn đề về xây dựng thương hiệu để họ đi diễn thuyết, họ thuyết trình, hay họ làm những vấn đề về diễn giả. Rồi rằng là đôi khi rằng là có những người họ thuê những cái dịch vụ làm xây dựng thương hiệu, cái mục đích rằng làm cho vui cũng có. Đấy là cái điều mà trên mạng khi bạn thấy làm YouTube, họ có nhu cầu gì trên YouTube bạn có thể làm những cách đó. Thì bạn thấy là có vô vàn cách để các bạn có thể thực hiện các bạn làm. Và rồi cách số 15 đó là các bạn có thể bán những khóa học riêng của các bạn. Đây là một trong những cái điều mà rất là nhiều người khi họ thực hiện làm trên mạng, họ chia sẻ những nền tảng về kiến thức và họ bán những cái khóa học, hay họ hỗ trợ trực tiếp những cái vấn đề khóa học đó để giúp cho cái người mà muốn đi theo cái ngành đó hay theo cái hướng đó, họ có thể học và họ có thể thực hiện. Và đấy là cái điều mà rất là nhiều người họ đang làm. Ngay chính bản thân Duy MKT cũng hướng dẫn và cũng có những cái vấn đề này. Thì thông qua tất cả những cách mà Duy chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn đây, thì gồm 15 cách này, thì đa số 15 cách này là Duy đã thực hiện và đã làm rất là nhiều rồi. Thì mọi người để thấy rằng là mọi người khi đi làm chúng ta ấy, thì chúng ta phải có cái nền tảng, và chúng ta phải có những cái điều đó là chúng ta nghiên cứu về những cái kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao, và chúng ta phải có cái gốc, bắt đầu chúng ta phát triển lên. Còn nếu như mà chúng ta là một cái người mà vừa biết cái cách nào đó, chúng ta lao đầu vào chúng ta kiếm tiền luôn thông qua cái cách đấy thì rất là khó, bởi vì là nó phải có một cái quá trình và nó phải có một cái khoảng thời gian để chúng ta đúc kết, rồi là chúng ta phải có các kinh nghiệm ở trên đó, thì cái hiệu quả mà kiếm tiền chúng ta thông qua các cách mà Duy vừa chia sẻ nó mới tốt được. Còn nếu như mà chúng ta là một cái người mới mà chúng ta bây giờ là muốn biết và muốn làm luôn cả 15 cách này thì rất là khó. Cho nên là để thực hiện và làm những vấn đề đó phải chia sẻ anh chị các bạn. Chúng ta biết rồi thì chúng ta phải biết trau dồi các kiến thức, chúng ta phải update thì cái hiệu quả kiếm tiền của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Và đó là cái điều mà nội dung video hôm nay muốn chia sẻ với tất cả anh chị các bạn. Chúng ta cùng biết để chúng ta có thể cùng vận dụng khi chúng ta muốn kiếm tiền trên YouTube thông qua những cách mà Duy chia sẻ. Và nếu như còn những cái cách nào thì mọi người có thể comment và chia sẻ ở cái video của Duy để chúng ta có thể cùng biết và cùng trao đổi, đúng không nào? Bởi vì trên mạng YouTube phải nói rằng là có rất là nhiều mô hình để chúng ta có thể kiếm tiền và có những cái giá trị rất là tuyệt vời ở đó. Và rất là cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã theo video. Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời. Xin tạm biệt tất cả anh chị và các bạn.